bốn vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh nổi tiếng nhất. Những sự cố tiếp xúc với những sinh vật được cho là đến từ hành tinh khác là một hiện tượng phổ biến và gây tò mò trong thế kỷ 20. Có rất nhiều lời kể về những cuộc gặp gỡ bí ẩn với những sinh vật ngoài hành tinh, thường liên quan đến việc bị bắt cóc lên tàu vũ trụ của chúng. Đối với những người hoài nghi, họ cho rằng đây chỉ là những câu chuyện hư cấu do những kẻ lang băm bịa đặt ra để tìm sự chú ý. Tuy nhiên, đối với nhiều người tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh, họ cho rằng những câu chuyện này có thật và là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh thực sự tồn tại. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Betty và Bunny Hill. Vụ bắt cóc người ngoài hành tinh đầu tiên được báo cáo rộng rãi ở Hoa Kỳ xảy ra vào đêm 19 tháng 9 năm 1961 tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở New Hampshire. Nạn nhân là vợ chồng Betty và Bunny Hill khi họ đang lái xe trở về nhà sau chuyến nghỉ dưỡng ở Montreal và thác Niagara. Khoảng 10 giờ tối, trong lúc Bunny đang lái xe trên con đường vắng vẻ giữa rừng núi, bất chợt Betty nhìn thấy một vật thể lạ bay ngang qua ô cửa kính phía trên. Ban đầu cô tưởng đó là một vệt sao băng, nhưng nó di chuyển quá chậm và thất thường, thậm chí có lúc bay ngược chiều thẳng đứng. Betty gọi chồng dừng xe lại để quan sát kỹ hơn. Họ dừng bên đường gần Twin Mountain và cùng nhau dùng ống nhòm quan sát vật thể bí ẩn đang di chuyển rõ ràng trên bầu trời. Betty nhớ lại câu chuyện của em gái từng kể là từng chứng kiến một chiếc đĩa bay, nên cô tin chắc đó chính là chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, Bunny lại nghĩ đó chỉ là máy bay thương mại bình thường, cho đến khi vật thể đột ngột thay đổi hướng, lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng. Bunny mới nhận ra đó không thể là máy bay. Hai vợ chồng quay lại xe, lái chậm theo vật thể kia khi nó dần hạ xuống và bay quanh khu vực. Theo ước tính của Betty, đĩa bay dài hơn 18 mét và có vẻ như đang quay tròn. Bất ngờ, đĩa bay lao thẳng đến gần xe của họ. Bunny vội vàng xuống xe. Lúc này chiếc đĩa bay đã ở ngay trên đầu anh và anh có thể nhìn thấy rõ những bóng người đang nhìn xuống từ cửa sổ. Một sinh vật giao tiếp với anh qua ý nghĩ: hãy bình tĩnh, ở yên đó và tiếp tục quan sát. Đó là những điều cuối cùng mà cả hai nhớ được đêm hôm đó. Khi hai vợ chồng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả hai đều cảm thấy hoang mang và lo sợ. Họ nhận ra rằng đã có chuyện gì đó kinh hoàng xảy ra với họ đêm qua, nhưng không thể nhớ lại được chi tiết. Khi về đến nhà, Betty và Bunny phát hiện ra đồng hồ đeo tay của cả hai đều ngừng hoạt động. Dây của Bunny bị trầy xước và váy của Betty bị rách viền cùng với một lớp bột màu hồng lạ bám trên đó. Vài ngày sau, Betty thường xuyên mơ thấy cảnh cô và chồng bị một nhóm người đàn ông thấp bé da xám mặc vest xanh quân đội và đội mũ kiểu thiếu sinh quân chặn lại giữa rừng và đưa lên một chiếc phi thuyền lạ lùng. Trong giấc mơ, Betty nhớ lại cả hai vợ chồng đều ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Sau đó, cả Bunny và Betty đều trải qua các buổi thôi miên hypnotism để cố gắng khôi phục lại ký ức đêm định mệnh ấy. Trong cơn thôi miên, Bunny nhớ lại anh bị yêu cầu nhắm mắt lại và rơi vào trạng thái tê liệt, giống như bị hôn mê. Anh nghe thấy những sinh vật kia đang nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng vẫn giao tiếp được với anh bằng phương thức thần giao cách cảm, trấn an anh đừng sợ. Ký ức thôi miên của Betty cũng tương tự như của Bunny. Tuy nhiên, có một số chi tiết nhỏ khác biệt so với những giấc mơ của cô trước đó. Ví dụ như hình dạng của những sinh vật kia, công nghệ trên tàu vũ trụ, thứ tự diễn biến các sự kiện. Betty còn vẽ lại một bản đồ các vì sao dựa trên ký ức, sau này xác định được là chỉ về hệ sao Zeta Reticuli. Antonio Villas-Boas. Vào tối ngày 16 tháng 10 năm 1957, Antonio Villas-Boas, một nông dân 23 tuổi người Brazil, đang làm việc một mình trên cánh đồng tại trang trại gia đình ở Minas Gerais. Bất ngờ, anh nhìn thấy một vật thể lạ hình quả trứng khổng lồ bay xuống và hạ cánh cách đó không xa. Vật thể phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ và có mái vòm xoay tròn phía trên. Con tàu hạ cánh bằng ba chân và một cánh cửa mở ra. Một nhóm sinh vật lạ cao khoảng 1,5 mét bước ra khỏi tàu. Hoảng sợ,
Antonio nhảy lên chiếc máy kéo và cố gắng chạy trốn, nhưng động cơ đột nhiên bị trục trặc khiến anh phải chạy bộ. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn bị những sinh vật kia bắt kịp. Chúng mặc bộ đồ liền màu xám, đeo mũ bảo hiểm kín mít và lôi anh lên con tàu. Trên tàu, chúng cởi bỏ mũ bảo hiểm. Antonio nhận thấy chúng có đôi mắt nhỏ màu xanh da trời và giao tiếp với nhau bằng những âm thanh gầm gừ kiểu động vật. Anh bị lột sạch quần áo và bôi lên người một loại gel lạ. Sau đó, anh được dẫn qua một bức tường có khắc những biểu tượng màu đỏ vào một căn phòng hình bán nguyệt rất rộng. Antonio khẳng định anh có thể ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết của những biểu tượng đó sau này. Trong căn phòng, các sinh vật lấy một ít máu từ cằm của Antonio rồi chuyển anh sang phòng thứ ba. Anh bị nhốt một mình ở đó trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Một thứ khí lạ được bơm vào khiến anh buồn nôn và choáng váng. Khi cơn buồn nôn qua đi, cánh cửa bật mở và một phụ nữ ngoài hành tinh khỏa thân bước vào. Cô ta có ngoại hình hấp dẫn với mái tóc vàng bạch kim, cằm nhọn và đôi mắt to như mắt mèo. Antonio ngay lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn và bị thu hút. Họ nhanh chóng giao hợp. Điều lạ lùng là, thay vì hôn, cô ta liên tục cắn vào cằm Antonio. Sau cuộc giao hợp, người phụ nữ bí ẩn mỉm cười, vỗ vào bụng rồi chỉ tay lên trần như ra hiệu điều gì đó trước khi rời đi. Antonio được trả lại quần áo. Trước khi thả anh về, các sinh vật dẫn anh đi một vòng quanh con tàu. Khi về đến nhà, Antonio kinh hoàng nhận ra đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Sau khi Antonio công bố câu chuyện trên, anh đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế. Kết quả cho thấy anh đang có dấu hiệu bị nhiễm phóng xạ nhẹ. Calvin Parker và Charles Hickson. Vào tối ngày 11 tháng 10 năm 1973, Calvin Parker và Charles Hickson đang câu cá trên bờ sông Pascagoula ở bang Mississippi, nước Mỹ, thì bất ngờ Parker nhìn thấy ánh sáng xanh lạ phản chiếu trên mặt nước. Ban đầu anh nghĩ đó là đèn của xe cảnh sát, nhưng thực ra đó lại là dấu hiệu báo trước cho một vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh. Khi hai ngư dân ngước mắt lên nhìn, họ thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ hình quả bóng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng rít lạ lùng. Họ đang lao xuống từ trên cao, chiếc phi thuyền lơ lửng phía trên đầu họ, rồi ba sinh vật kỳ dị từ tàu xuất hiện, lơ lửng trên không trung và di chuyển về phía Parker và Hickson. Parker mô tả những sinh vật này có hình dáng giống như người, nhưng lại có những chiếc càng sắc nhọn ở tay và miệng chỉ là những khe hở giống như robot. Một sinh vật có cổ ngắn, da màu xám đen, trong khi hai sinh vật còn lại có vóc dáng nhỏ nhắn, mềm mại hơn. Những sinh vật bí ẩn này dùng những chiếc càng sắc nhọn quấn quanh cổ hai người đàn ông, nhưng cả hai đều không hề phản kháng. Parker nhớ lại cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, hoàn toàn không còn cảm giác sợ hãi. Anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giống như bị thôi miên. Sau đó cả hai người đàn ông bị kéo lên con tàu vũ trụ và bị thử nghiệm. Trong khi đó, Hickson nhớ lại trên tàu có một cỗ máy lớn giống như một con mắt khổng lồ di chuyển khắp người anh. Xung quanh anh là những sinh vật cao khoảng 1,5 mét đang quan sát. Sau sự việc, hai ngư dân Parker và Hickson đã trở lại bờ sông như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ đến trình báo với cảnh sát địa phương và kể lại chi tiết câu chuyện vụ bắt cóc của mình. Nhưng đội trưởng Ryder không tin lời kể của họ. Ông cho hai người vào phòng thẩm vấn, bí mật cài máy ghi âm, hy vọng sẽ nghe được manh mối nào đó chứng tỏ cả câu chuyện là bịa đặt. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện diễn ra giữa Parker và Hickson trong phòng thẩm vấn lại càng củng cố thêm tính xác thực của lời khai của họ. Hickson nói với Parker: "Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con. Con nghĩ mình đã trải qua đủ mọi thử thách kinh khủng trên cõi đời này rồi, giờ lại phải đối mặt với chuyện này nữa. Nhưng mà cậu biết đấy, tụi nó có thể làm hại chúng ta rồi cậu ạ. Chúng đã thử nghiệm trên chúng ta, chúng có thể làm bất cứ điều gì với chúng ta cơ." Parker đáp lại: "Bây giờ em chỉ muốn khóc thôi. Điều tệ nhất là sẽ không ai tin chuyện của chúng ta cả." Trong nhiều thập kỷ sau đó, cả hai đều im lặng về sự việc kinh hoàng đêm đó. Cho đến năm 2011, sau khi Hickson qua đời, Parker mới viết một cuốn sách kể lại trải nghiệm của mình. Cuốn sách được xuất bản
vào năm 2018. Kể từ đó, nhiều người sống trong vùng cũng bắt đầu lên tiếng rằng họ cũng đã từng nhìn thấy một chiếc UFO đêm hôm xảy ra sự việc. Travis Walton. Ngày 5 tháng 11 năm 1975, công nhân lâm nghiệp Travis Walton đột nhiên mất tích khi đang làm việc cùng 6 đồng nghiệp tại rừng quốc gia Apache, Seagraves, Arizona, Mỹ. Theo lời kể của Travis, khi đang đi trên chiếc xe tải cùng đồng nghiệp, anh bất ngờ phát hiện một chiếc đĩa bay kỳ lạ đang lơ lửng cách họ khoảng 34 mét. Travis tò mò xuống xe, tiến lại gần để quan sát. Đột nhiên từ chiếc đĩa bay phóng ra một chùm tia sáng khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Những người đồng nghiệp hoảng sợ lao lên xe chạy trốn. Khi tỉnh dậy, Travis thấy mình nằm trong một căn phòng giống phòng bệnh viện. Xung quanh có ba sinh vật lùn, hói đầu đang quan sát anh. Anh vùng vẫy chống cự nhưng bị ba sinh vật khống chế và đeo lên mặt một tấm mặt nạ nhựa trong suốt. Travis lại một lần nữa bất tỉnh. Và khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang đi bộ dọc đường cao tốc. Chiếc đĩa bay vừa biến mất trên bầu trời. 5 ngày đã trôi qua kể từ khi anh mất tích bí ẩn. Sau đó, tất cả đồng nghiệp của Travis đều được yêu cầu làm các bài kiểm tra phát hiện nói dối. Kết quả cho thấy tất cả đều nói sự thật, trừ một người có kết quả không rõ ràng. Năm 1978, Walton xuất bản cuốn sách kể lại trải nghiệm của mình, sau đó được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng Lửa trên bầu trời, Fire in the Sky, năm 1993. Cho đến nay, Walton vẫn thường xuyên xuất hiện tại các hội nghị UFO để chia sẻ câu chuyện của mình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người hoài nghi cho rằng câu chuyện này có thể là để che đậy cho một số vấn đề tâm lý hoặc chỉ đơn giản là một cách để tìm sự chú ý và kiếm tiền. Dù thế nào, câu chuyện đã trở nên nổi tiếng và kích thích sự quan tâm của công chúng về người ngoài hành tinh. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết được sự thật. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!